Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa tổ chức xét xử sơ thẩm 5 bị cáo phạm tội mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là cả 5 bị cáo đều bị tuyên mức án cao nhất là tử hình. Với động cơ hưởng lợi cao từ việc mua bán trái phép chất ma túy trong khoảng thời gian từ tháng 5 đến tháng 8 năm 2022 tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La, Đào Văn Vinh cùng vợ là Nguyễn Thị Nguyệt ở xã Thổ Sĩ, huyện Tiên Lữ đã mua của Sộng A Hậu 12 bánh heroin có tổng khối lượng hơn 4 kg, 18 túi methamphetamine và hơn 22 gam thuốc viện mang về Hưng Yên chia nhỏ bán kiếm lời. Hai đối tượng Phạm Văn Quang ở xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên và Phạm Văn Tuân ở xã Nhật Quang, huyện Phù Cử biết rõ Vinh và Nguyệt nhờ đi lên huyện Sông Mã lấy ma túy mang về Hưng Yên để bán nhưng vẫn đồng ý. Ngày 14 tháng 8 năm 2022, Tuân đi lấy ma túy về Hưng Yên giao cho Vinh thì bị bắt quả tang. Trong vụ án này, Vinh Hậu là người chủ mưu giữ vai trò chính trong vụ án. Nguyệt Quang Tuân giữ vai trò giúp sức tích cực cho Vinh Hậu trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Căn cứ những quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt cả 5 bị cáo mức án cao nhất là tử hình.